Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Last Zombie 2 Hoa quả nổi giận. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi gọi là quậy phá đây. Ten ten. Ok, mới vô nó quảng cáo từ hộp dưa luôn, khuyến mãi gì quá trời luôn. Ok, và mở khóa. Để mình vô mình mở khóa mấy cái này chơi coi. Cái này là cái gì đây? Mở khóa tốn 58 kim cương các bạn. Thời gian bắt đầu quay nhanh vòng. Rồi sao mở khóa được nó rồi. Ok, và mình sẽ đi mở khóa tiếp cái ải mới coi. Ở đây có khá là nhiều cái ải thú vị mà bên cái game bên phiên bản Việt Nam không có các bạn. Wow, hình như là cái này là phiên bản Việt Nam chưa có nè. Ok, bây giờ mình sẽ mở khóa nó và mình sẽ chui vô chiến đấu cho các bạn xem. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Ngày nào mình cũng làm video mới hết luôn. Mong các bạn hãy đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu thôi nào. Gì đây? Cái này là cái cảnh mới luôn. Cái trống các bạn ơi, đây có hình cái trống và những cái con zombie siêu quậy. Mình sẽ lựa anh em nào đi chiến đấu đây. Cái chuối này đi vô nghỉ đi, cho cái con băng này ra. Hoa quả mình ok, cất cái con cái xấu đi cho cái con điện ra. Ok, và bây giờ chúng ta đi chiến đấu thôi nào. Tự nhiên có một cái cây lửa ở đây và một cái con băng ở đây, con đóng băng ở đây, không biết nó có ý nghĩa gì nữa. Này tiếng Trung Quốc nên mình không có rành, cho nên cứ chơi đi rồi biết. Ta hay nói câu là cứ việc chơi đi rồi sẽ rõ, mọi chuyện thì cứ đừng phải lo. Ok, zombie đã bắt đầu xuất hiện rồi các bạn ơi. Cái vụ này cái gì sao đây? Cái thằng này phải cho nó, phải làm gì với nó đây? Con băng này ra xử ha. Nó đóng băng nó lại, nó banh sát từ bưởi. Nó con băng này có loại nó quýnh rồi là bá đạo luôn các bạn ơi. Cản lại nó tốc độ luôn. Chết rồi, không kịp rồi. Chết rồi, con zombie nhảy ra rồi các bạn ơi. Làm sao đây? Không có em nào cản nó lại được chứ. Ok, đây, đó, đúng rồi, cản nó lại mà xử nó thôi. Nó ít ra phải vậy chứ. Rồi, mấy cái cục của mình nó mất tiêu rồi. Cái lửa đây nè, mất tiêu cái lửa rồi. Ok, ơi mình có cái súng 3 nòng, có súng 6 nòng chứ. Ráng chút xíu nữa lấy cái súng 6 nòng ra bắn cho nó đã. Đó. Ok, mình rất là thích cái súng 6 nòng luôn các bạn ơi. Vì súng 6 nòng bắn rất là bá đạo luôn. Trời ơi, nó nhai mất cái trục của lọc, cái cục đá đỏ của mình rồi. Đáng ghét. Ok, và bây giờ mình sẽ suy nghĩ cách để quậy tụi nó. Ơi, chết rồi. Rồi, xong nó đốt cái cây của mình luôn rồi. Chả mang thiệt chứ. Ơi, mấy bạn này nguy hiểm quá. Tình hình sao căng thẳng dữ vậy ta. Ok, cho con này sử dụng tuyệt chiêu đi. Cái tình hình thấy căng thẳng quá là không ổn rồi, hay là giải tỏa bớt căng thẳng mới được. Nó bắn như phiên Hồng Kông luôn. Bởi vậy phải cái súng 6 đồng ở chỗ đó đó. Nó xuất hiện một cái là nó cân luôn 3 hàng luôn các bạn. Đây, cho nó xuất hiện này, nó cân luôn 3 hàng luôn. Mày hả bưởi bắn bá đạo luôn. Coi con nào mà chịu nổi cái súng 6 đồng. Oh yeah. Kiếm tiền mình xây 3 cái cục này ra chơi vậy. Ok, đủ rồi nè. Đó, có điện chạy qua chạy lại, hấp dẫn các bạn. Ơi, vụ này hơi căng đây, không có được gọi là ăn cái cây điện của mình. Cho cây điện mình đi giật tụi nó mới được chứ. Rồi nó nhai mất cái cục điện của mình rồi. Bây giờ phải làm sao đây để mình suy nghĩ coi. Đây rồi, giá cây súng bắn nó mới được. Rồi, nó nhai luôn cái cục điện của mình nữa rồi. Đáng ghét, dám nhai cái cục điện của mình. Tấn công nào. Đúng rồi, xong. Rơi lệ rồi, anh bạn này bị rơi lệ luôn rồi. Oh yeah.
Ok, nổ cho vui. Quýt xong rồi, này là nổ cho vui, rồi là tạo cái hưng phấn đó các bạn. Ok, xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua một cái màn mới đây. Có cái sự gì đó hấp dẫn không hề nhẹ ở chỗ này. Ok, vô màn số 2 rồi. Màn số 2 là nó có một cái hoa, gọi là hoa chơi cái làn sóng điện nè. Tò mò, bay vô chơi thử đi. Giống như nó đàn, giống như là sóng nó bay ra vậy đó. Có một cái quả hồ lô. Ok, chúng ta sẽ làm gì với cái trận này đây? Lại tiếng Trung Quốc nữa, thôi cứ cài nó đi. Áo tướng quân. Ở này phải nón tướng quân chứ. Ô, con hồ lô này mạnh này các bạn. Phun một phát một là chết được 4 ô luôn á. Tại sao nó tặng mình con hồ lô này hay sao? Thì hát HNT Channel bự chà bá đây luôn. Hồ lô biến hình hả? Hồ lô này chỉ phun lửa thôi mà. Ok. Rồi đầu tiên phải có zombie đồ ra mình mới bắn chứ đúng không? Nó hết ra phải có con zombie ra rồi mình mới bắn nó chứ. Bắp cải này hả? Cái bắp cải này cho nó đứng ở giữa đi. Hồ lô nữa hả? Hồ lô cho nó đứng đây đi. Hồ lô thấy nó phóng cũng xa lắm. Hồ lô nó, lòng tưởng là hồ lô nó bắn ra được cái cục này chứ các bạn. Tưởng nó suy nghĩ rồi là suy nghĩ non trẻ. Phun đi, đúng rồi. Nó nướng. Nướng zombie, cái này gọi là nướng zombie các bạn. Đóng băng thần trưởng nè. Ê, tụi nó cầm cào, tụi nó lết vô kìa. Đâu có được cầm cào mà vô vậy các bạn. Mình đâu có được, đâu có để cái hiện trạng này xảy ra vậy được. Tình cảnh này thấy hơi bị ức chế rồi các bạn ơi. Ok, cho nó cái đây đi. Hồ lô đứng đây đi. Phun cái hồ lô. Nó hồ lô phải phun vậy nó mới được chứ. Trời ơi, hồ lô phun phát một hồ lô bệnh luôn. Hồ lô phun phát một hồ lô ngủ. Chết rồi. Cái gì vậy? Con zombie nó cầm cái búa nó quay nó rồi các bạn. Nó bá đạo thiệt chứ. Ok, bắn nó bánh sáng luôn, giờ nó quay hả? Ơi, chết rồi, nó ăn cái con hồ lô của mình. Rồi, nó ăn luôn con hồ lô rồi. Cản nó lại mới được. Mày hả bự? Bự dám ăn hồ lô hả bự? Xử banh sát luôn. Chưa cần thiết, để mình suy nghĩ rồi. Hai cái hồ lô rồi, để một cái ở đây đi. Đó, cái hồ lô phun cái rồi. Xíu. Nướng rồi là nướng ấm nứt luôn. Trời ơi, cái hồ lô này nó chỉ phun được một cái, xong rồi là nó đứng nó ngáp gió rồi các bạn, nó đi ngủ. Ơi, quải cái hồ lô thiệt chứ. Cây xay cái nó bên đây đi cho nó đều. Để lạc luôn rồi. Ok, giác bắp cải ra thủ mới được. Đóng băng thần trưởng. Đó, cho nó đóng băng lại bớt tụi này. Tụi này nó đông quá các bạn ơi. Nó gọi là nó kéo cái đàn, nó đủ nó quá. Ok, anh đưa lại suy nghĩ chống mặt căng thẳng luôn. Rồi mình sẽ cho sức mạnh của trái hồ lô xem sao nha. Sức mạnh của hồ lô. Tấn công, thở nó phun rồi, nó phun một phát một rồi. Rồi nó đi ngủ. Nó phun xong rồi để nó đi ngủ. Quái rồi cái con hồ lô này thiệt. Ta phun xong ta làm gì đó, phun xong thì ngủ. Ok. Còn cái anh bạn này nữa, có cái búa nó quay vòng vòng hoài. Đóng băng thần trưởng. Phun lửa thành công. Mày hả bưởi, chống với phun lửa thành công hả bưởi. Ô, nó kéo ra cả đàn nữa rồi các bạn ơi. Ơi, hồ lô, giác hồ lô ra thủ mới được. Chống như hồ lô hả? Hồ lô phun một phát một là nướng, gọi là zombie thành thịt nướng luôn á. Cản tụi này lại mới được. Phun lửa thành công nè. Ok. Phun lửa rồi nào. Đó. Ê, nó phun xong rồi nó đi ngủ rồi. Ok, bắp cải thần trưởng. Trời, tóc một phát một là bắp cải rất là lợi hại luôn. Ok, bốc cải xuất chiêu một phát một là tụi nó chết gần phân nửa. Chết hết luôn rồi phân nửa gì nữa. Chết trên còn nữa. Rồi đây, mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của hồ lô. Nó phun. Mình bấm cho nó mới chịu phun các bạn ơi. Chứ quả hồ lô này nó không có biết tự phun. Ok, và đã win rồi các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn.
Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nhé. Ngày nào mình cũng làm video mới hết. Và mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share video ủng hộ cho mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.